Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Tiểu sử Tharawat Watthalaput. Tharawat Watthalaput, biệt danh là Pop, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1982 tại Bangkok, Thái Lan. Anh sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 65kg. Tharawat Watthalaput, trước đây là Thala, biệt danh Giáo Hoàng, là tên do cha anh đặt để kỷ niệm ngày Giáo Hoàng John Paul II đã đến thăm Thái Lan. Gia đình Pop Tharawat có hai anh chị em, anh là con thứ hai và trên anh là một chị gái. Anh từng theo học tại trường tiểu học Padai Udamsuksa và trường trung học cơ sở Ho Quang. Sau đó theo học tại trường cao đẳng mỹ thuật và tốt nghiệp cử nhân ngành nghệ thuật giao tiếp khoa kiến trúc Học viện Công nghệ Laksdapang của King Mongkut. Sau khi tốt nghiệp kỳ đầu tiên, Pop Tharawat gia nhập công ty Model Form ở vị trí đồ họa máy tính trong 5 tháng. Điều này giải thích tài năng của anh trong việc vẽ và đam mê việc giảng dạy nghệ thuật cho sinh viên. Pop cũng là giáo viên dạy đá bóng. Ngay trước sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình như là một thiết kế đồ họa, trong năm 2006, anh quyết định đến thử vai cho một vai nam chính trong bộ phim truyền hình của đài CH9. Anh đã giành được vai và ngay lập tức bắt đầu tập luyện cho vai diễn và rời sang nghề thiết kế đồ họa của mình. Không bao giờ anh tưởng tượng rằng giấc mơ trở thành diễn viên thành hiện thực và con đường ở phía trước còn nhiều khó khăn. Anh tâm sự khi bắt đầu vào showbiz, trước đây có người liên hệ quay quảng cáo, casting tôi không chịu, sợ mắc cỡ. Từ khi học cho đến khi học xong, nhiều công ty model cứ đến tìm, đi trên đường cũng đến, gặp trên xe buýt thì đi theo đến chỗ làm, tôi mới cảm thấy hay là mình làm được nhỉ. 2 năm làm việc chăm chỉ, tuy nhiên dự án bị hủy bỏ, Pop đổ lỗi cho thất bại là do số phận bất hạnh của mình. Nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì. Một thời gian sau, anh giành được vai nhỏ trong bộ phim truyền hình La Reswan nhưng không được chú ý. Sau nhiều lần thất bại dẫn đến thất vọng, Pop đã cảm thấy chán nản và đau lòng trước sự nghiệp diễn xuất gian lan gần như đi vào đường cùng của mình. Thời điểm đó, Pop đã khóc và dựa vào vai mẹ anh, người vẫn luôn cho anh những lời khuyên thích hợp. Cảm thấy đây là lúc cần để hoàn thành nghĩa vụ của một người con trai và giải phóng tâm trí của mình, Pop đã quyết định xuất gia. Pop có thời gian tu tập khá lâu nhưng anh nghĩ nó là cần thiết. Việc trở thành nhà sư giúp anh không còn chăn trở nữa, nhìn thoáng hơn đối với mọi việc và vẫn có thể tiếp tục đam mê của mình. Sau đó, Pop đã nhận được vai lead trong bộ phim Lock Song Si Thong. Dù chỉ là vai diễn nhỏ, nhưng diễn xuất của anh đã gây ấn tượng với khán giả và các nhà sản xuất. Cuối cùng anh ký hợp đồng chính thức với đài CH3 và với vai chính đầu tiên trong series phim chủ lực của CH3, Super Burus Durathep năm đó, sự nghiệp diễn xuất của Pop chính thức sang trang mới. Năm 2018, khi anh tham gia bộ phim truyền hình Nhân Duyên Tiền Định, còn được biết đến với cái tên Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Bộ phim đạt sức hút rất lớn đối với khán giả, tạo hiệu ứng rất mạnh mẽ, không chỉ trên truyền hình mà trên cả các diễn đàn cộng đồng mạng, cũng như quảng bá du lịch Thái Lan. Gian tinh trung bình mỗi tập lên đến 12,86% lượt xem và kết thúc với tỷ suất 18,6 trên toàn quốc. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư lại kín tiếng. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Pop chỉ từng dừng đến scandal uống rượu với các cô gái trong quán bar. Tuy nhiên, đại diện phía nam diễn viên cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Các bộ phim tham gia: 2011 Thủ đoạn tình trường, Cao Bồi Bangkok, Trò chơi tình yêu; 2013 Chuyện tình chàng khảo cổ, Quý cô và chàng ngoại giao; Ảo vọng giàu sang; 2014 Người chồng tuyệt vời, Nửa tình nửa giận; 2015 Nàng dâu hoàng gia; 2016 Dòng máu kiêu hãnh; 2017 Bố bạn bác không rảnh; 2018 Ngược dòng thời gian để yêu anh; Băng qua đại dương; 2020 Chiêu trò lừa gạt. Vừa rồi là thông tin và tiểu sử của Tharawat Watthalaput. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.